Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để đổi cái tên cái kênh YouTube của bạn nhé, với thay cái logo kênh của bạn và kiểu thiết kế luôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế và thay sau đó đổi tên. Bởi vì mình thấy có một số bạn hỏi trên kênh của mình ấy là anh ơi em mới làm YouTube ấy, mà em đặt cái tên kênh nó không vừa ý ấy, mà sau đó em muốn đổi thì nó có ảnh hưởng gì đến kênh không? Thực ra thì cái việc đổi tên kênh YouTube thì nó kiểu không ảnh hưởng gì đâu nhé. Kênh YouTube ấy thì nó có mấy cái ở trong cái nguyên tắc cộng đồng của YouTube ấy là bạn phải đặt tên kênh làm sao mà không, tức là không giả mạo cái kênh người khác. Hai nữa là không dùng ảnh đại diện của người khác để là làm cái kênh của bạn, không re-up content của người khác lên kênh của bạn. Thế là ok. Thế còn cái luật của YouTube thì nó cho bạn đổi 14 ngày là nó cho bạn đổi 2 lần. Còn một năm, một năm thì chắc đổi tỷ lần luôn. Đâm ra là bạn cứ đổi bình thường thôi. Thế còn nhưng mà nếu mà đối với người dùng ấy thì nó sẽ có, tức là đối với cái người xem ấy thì nó có một số ảnh hưởng. Tại vì nếu như mà kênh của bạn mà đã có một cái lượng người xem nhất định rồi ấy, thì người ta đã nhận diện cái thương hiệu cái kênh của bạn rồi. Bạn khi mà bạn muốn đổi sang một cái tên khác ấy thì bạn lại phải xây dựng lại cái thương hiệu quảng cáo lại từ đầu ấy, thì nó hơi bị phiền. Đó, thế còn nếu mà mới thì các bạn cứ đổi thoải mái tiệt ga. Các bạn có 10 sub hay là 20 sub hoặc vài trăm sub thì các bạn cứ đổi thoải mái nhé. Mình sẽ ví dụ cho các bạn cách để đổi kênh. Ví dụ nếu mà bạn muốn đổi tên kênh nhé, đầu tiên mình sẽ đi sang cái kênh ví dụ của mình nhé. Kênh Jackie Short này chẳng hạn, mình muốn tạo cái kênh làm short ấy, nhưng mà cứ lười tạo. Mình lấy làm ví dụ thôi. Thì nếu như mà để các bạn muốn đổi cái kênh ấy thì các bạn ấn vào cái biểu tượng kênh của bạn nhé, ở cái góc phải màn hình này. Bạn có thể đi đến cái YouTube Studio thì hoặc là bạn có thể ấn vào là kênh của tôi. Đây bên mình sẽ ấn vào YouTube Studio luôn nhé. Ấn vào trong Studio này thì bạn sẽ có cái phần đổi tên kênh rồi là đổi ảnh đại diện các thứ, nó dễ hơn. Ok, ở trong phần này bạn đi tiếp vào phần customization nhé. Tức là phần mà kiểu tối ưu cài đặt ấy. Trong phần này thì bạn sẽ đi tiếp vào phần basic info, hoặc là tiếng Việt thì là kiểu thông tin cơ bản ấy. Ấn vào basic info. Đấy, ở đây nó có cái tên kênh này. Ở đây mình đặt tên kênh là Jackie Short. Ví dụ bên mình đặt là Jackie Funny Funny Short chẳng hạn. Nó cũng đơn giản thế thôi. Và bạn chú ý nhé, ở đây này nó cho bạn này, YouTube nó cho bạn là đổi tên kênh 2 lần trong vòng 14 ngày. Và khi mà bạn đã chọn cái gọi là cái handle ấy, handle là một cái mới ở YouTube nhé. Kênh của bạn thì nó chỉ có cái handle này thôi. Thì bạn sẽ có cái này nó độc quyền cho bạn rồi, tức là cái mỗi một người nó chỉ có một cái handle này thôi. Thì bạn không nên đổi cái này, bạn chỉ đổi cái tên kênh thôi. Ví dụ tên kênh là Jackie Funny Short. Ok. Mình sẽ đổi là, đấy là cách đổi nhé. Đổi đơn giản thế thôi. Thế còn bạn quay trở lại phần branding này nhé. Nếu bạn muốn thay cái này luôn nhé, thay cái logo kênh này thì bạn ấn vào đây trên. Tuy nhiên mình sẽ lên Canva mình thiết kế một cái kênh, một cái logo trước. Canva này hoàn toàn miễn phí nhé. Các bạn muốn thiết kế cái logo kênh thì các bạn lên đăng ký cái tài khoản Canva này. Ví dụ mình sẽ search ở đây là phần logo này nhé. Mình kiếm một cái. Kiếm một cái, nhưng mà các bạn đừng chọn mấy cái mà có vương miện này. Vương miện này thì phải bản pro bạn mới mua được. Mới 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 dùng được. Ví dụ mình chọn cái này chẳng hạn, red and white này nhé. Mình chọn cái này miễn phí mà. Ok, nhấn tiếp vào Customize this template nhé. Thế là việc thiết kế logo, cái nhiều bạn hỏi là anh ơi có thiết kế hộ không? Thì mình bảo các bạn lên để mà thiết kế cho nhanh, cần gì phải mình, đúng không? Ok, hai chữ này mình sẽ đánh vào chữ J và chữ K. Thế là Jackie ấy. Ok. Đó, Jackie, kiểu như này thôi. Ok, logo này là logo kích thước là 500x500 nhé. Bây giờ mình sẽ ấn vào nút Share này để tải. Sau bạn nhấn tiếp vào nút Download này. Ở đây sẽ chọn là ảnh là PNG nhé, dung lượng cho nó ok. Sau đó bạn nhấn tiếp vào download này, nó sẽ tải về. Cái này hoàn toàn miễn phí, chả mất tiền gì cả. Bạn có thể thiết kế ảnh đại diện các thứ, mình cũng toàn thiết kế ảnh đại diện bằng Canva này, rất là đơn giản. Ok, đây là cái logo kênh của mình, hiển thị trong này nhé. Đó, đây là cái logo kênh. Thì bây giờ để mà mình thay cái này nhé, thay cái này vào trong cái YouTube thì mình sẽ vào lại cái YouTube của mình nhé. Ở chỗ này mình đổi này, ấn vào nút này để change nhé, để đổi. Đây nó khuyến cáo này, nên dùng ảnh PNG hoặc là ảnh zip nhé. Và cái dung lượng phải nhỏ hơn 4 MB. Ấn vào trên này. Nếu mình chọn chọn cái ảnh này, đây cái logo này mình vừa mới thiết kế, ấn vào open. Ok, tròn tròn rất là đẹp. Nhấn vào done. Thế thôi, đấy là có thêm cái logo kênh. Và nếu như mà mình muốn đổi cái logo kênh này cho cái phần mà kiểu hiển thị ở bên góc phải màn hình này luôn ấy, thì mình có thể đổi ở chỗ này. Ví dụ ấn vào đây trên. Không biết là cái này có phù hợp không, nó phải là cái vuông. Ok, ấn vào đăng.
Đó, xong rồi, thế là bây giờ cái bên góc phải này của mình là có một cái kiểu logo kênh ở chỗ này. Thôi còn cái banner này thì thôi. Sau khi các bạn thấy đổi hết các thứ xong rồi, ok rồi, bạn nhấn vào nút này nhá, Publish nhá. Hoặc là bạn ấn vào đây để bạn xem cái thay đổi View Change. View Change thì nó sẽ đưa bạn lên cái kênh của bạn để bạn xem. Đó, ok, đây là cái kênh của mình và nó chưa có gì thay đổi cả. Mình kệ được. Mình nhấn vào đây, Publish. Đó, để nó lưu cái thay đổi. Tại vì sau khi mà các bạn thay đổi ấy, thay đổi tên kênh này, đổi logo hay đổi gì ấy, thì YouTube nó sẽ mất thời gian để nó cập nhật. Nhiều bạn này còn thắc mắc là em vừa mới đổi rồi xong rồi em lên là kênh của em nó không tìm ra rồi thế này thế kia. Tất nhiên là YouTube nó phải mất thời gian nó xử lý chứ, đúng không? Ok. Đó, mình có một cái kênh mới, tên kênh mới rồi logo mới rất là đẹp. Your channel đây, Jackie Funny Short. Đơn giản thôi. Đấy là làm nào để đổi tên kênh và thay avatar và thiết kế cái logo với Canva mới nhất, thông tin mới nhất năm 2023. Nếu như bạn nào mà có thắc mắc gì thêm về YouTube ấy, thì các bạn có thể hỏi mình ở bên dưới phần bình luận. Còn nếu mà bạn nào muốn theo dõi những cái mẹo về YouTube rồi edit video các thứ ấy, thì nhớ đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.